Rồi, chào mọi người. Hôm nay về mấy cái kèm cắt gạch, có cái mẫu mới thì cầm lên giới thiệu cho mọi người biết ha. Thì ở trên đây tôi, ở đây đó là cái kèm dùng để cắt gạch. Thì những cái kèm này tôi cũng đã giới thiệu cũng nhiều rồi, nhưng mà hôm nay là những cái hàng này hàng mẫu mới về. Đó, lúc trước thì tôi về cái mẫu nhưng mà nó xấu hơn cái này, nó không có sắc sảo như cái này. Cái này nhìn đẹp hơn, cứng cáp hơn. Nha, cái mẫu này nó cứng cáp hơn, rất là cứng, cầm cầm nó chắc tay hơn là cái mẫu cũ đó, và giá rẻ hơn chút. Thì cái kèm này nó có cái ưu điểm như vậy, thì cái này nó làm bằng nhựa, thì đối với bạn tôi bằng nhựa nó là cái ưu điểm, bởi vì khi mà mình cắt á mình bẫy viên gạch á, nó bẫy lên nó không có bị mẻ đầu giống như bằng nhôm á, thì khi chúng ta bẫy lên nó thì nó phải cấn vô đây này, nó sẽ bị mẻ, nó bóp vậy nè, cắn như này nó thì mẻ. Đối với tôi thằng bằng nhựa là nó ưu điểm, bởi vì chúng ta cắt đa phần là những kèm mình cắt gạch men, nên cái lực của nó là bằng nhựa thiết kế là vừa đủ rồi, nó không có yếu đâu, không có yếu đâu mà sợ ha. Thì cái này mẫu này là dùng lưỡi, dùng bánh xe nha. Đó, những cái mẫu này thì chúng tôi về là không không có bao bì nha, mọi người lưu ý nha, những mẫu này là không có bao bì ha, đa phần để trong túi ni lông thôi, thì không có bao bì thì mình chuyển về nó sẽ rẻ hơn là cái đóng bao bì lớn đó nha. Nó rất là đẹp, này tôi quay sát cho mọi người xem. Cái mẫu này được thiết kế những cái đường sơn này rất là đẹp, đẹp hơn cái mẫu cũ, mẫu cũ nhìn thô lắm nha, đẹp. Tay cầm có những cái gân này để chúng ta cầm nó chắc hơn đó. Thì cái này có giá là 150 ngàn ha. Thì còn cái mẫu mới nè, mọi người thấy mẫu mới này giống như là cái kèm rất là cứng. Mẫu mới này những cái kèm nó cứng, được thiết kế những tay cầm rất là dày, chúng ta cầm rất là đã tay ha, cầm rất là đã tay. Thì cái mẫu này nó sẽ mắc hơn cái mẫu này. Mẫu này có giá là 200 ngàn, cái này có bằng nhựa. Cái này về tôi về bằng nhựa không, cái bằng nhựa nó có ưu điểm đó đó, cầm rất là đã tay, cầm rất là chắc ha. Mua cái kèm này nay mai chúng ta sẽ mua lưỡi thôi, và tôi nói là qua năm tôi sẽ về những cái lưỡi này, chào tôi sẽ bán luôn lưỡi, mọi người chỉ nên mai mòn cho việc mua lưỡi thôi ha. Đó, mua lưỡi chúng ta chỉ thay lưỡi thôi, mà lưỡi này cũng rẻ tiền, không nhiêu tiền đâu, rẻ tiền. Kèm này có giá là 200 ngàn đó. Thì những cái kèm tôi giới thiệu cũng nhiều rồi, lúc trước cũng có giới thiệu mấy cái loại mà kè nó không chịu dùng lưỡi đó, nó dùng dao rọc á, thì cái dòng đó nó dở lắm, tôi không có xài nữa, tôi sẽ không không có bán nữa. Giờ ai mà mua những cái dòng đó mà có nhu cầu mà chuyển sang lưỡi thì qua năm cứ gặp tôi sẽ thay sang cái dàn lưỡi này, xài vẫn ok. Tại cái kèm nó chức năng như như này thôi, nhưng mà nó có khoan hai cái lỗ đây, nó khoan hai lỗ để chúng ta gắn cái lưỡi vô, thì chúng ta không xài cái lỗ đó, ta gắn cái lưỡi cái này vô vẫn ok được ha, không không có vấn đề gì đó. Thì ở đây tôi không có gạch lớn, ở đây tôi lấy một vài cái mẫu gạch nhỏ 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 tôi cắt thử ha, mọi người xem nha. Nay hàng về gấp quá, tôi không có đi mua gạch lớn được, thôi thì cái cắt mấy gạch nhỏ nhỏ này xem cũng được, tại là mấy cái mẫu kia cắt ok rồi đó, rất là ngọt. Bây giờ bóp thôi, rất là ngọt. Còn cái ông này thì càng cứng nữa, ông này càng nó to, cắt nó khỏe lắm, cắt khỏe lắm, to nên cắt nó khỏe, mình bóp cái gì cũng khỏe đó. Tay nó to đó, tay nó to nên mình bóp cái lực nó nhẹ hơn là cái anh này tay nó nhỏ, anh bóp mạnh hơn. Nhưng mà đối với gạch men thì chúng ta cắt nha, thử cái này thôi. Này cũng ok nè, đó tay này cũng ok nè, thằng này thiết kế này nó tiện lợi này, người ta sẽ bấm vô á, thiết kế cái này nè, khi người ta bấm bấm vô nó không sợ gạch nảy lên, tại vì gạch nảy lên là nó rớt ra ngoài rồi, không sợ mẻ cạnh đó, dù người ta bấm tới đây là hết. Tại nó là thiết kế nó có cái khớp này nè, người đi có cái khớp này, người ta đi nè, người ta để người ta bấm nè đó, bấm khi mà đụng cái khớp này là cái gạch này là nó về bể ra, nó sẽ không có nảy lên, mà để nảy lên nó đụng này để mà nó mẻ mẻ mép. Ví dụ như những cái loại bằng nhôm á thì nó bấm là nó bể hay bị mẻ cái đường chỗ góc này nè, góc này là hay mẻ, nhưng mà thằng này nó thiết kế rất là hay, nó có cái cụm này, người ta chỉ cần bấm vô cụm này là xong, bấm cụm này là xong, bấm vô tới đây là nó sẽ hết.
Thì ông này ông cũng vậy, nhưng mà ông này ông có thể to, nó tới khoảng cách nó dài hơn nè, thấy không? Khoảng cách giữa ông này nó dài, ông này nó ngắn nè, nhưng ông này thì có lẽ ok thôi. Thì ông này cắt cũng ok đó, thì ta bóp vừa tới là nó cũng không có bị mẻ đâu ha, cắt đều ngon hết, ngon lành hết đó. Thì cái mẫu cái này ta thử là thêm mình nữa cái này ha, cái này đi nè, giờ tôi bấm là nó ta bấm nó không có rồi, ra rồi nha, rất là ok ha, rất là cứng nha, mẫu này rất là cứng. Rồi mẫu này có giá 150 nha, mẫu này có giá là 200.000, rất là đẹp ha. Đó thì mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi số điện thoại trên màn hình ha. Rồi thôi, cảm ơn mọi người, thôi xin chào.